Chiều tối nay, 25 tháng 12, tại khách sạn Grand Cây Sui, Hà Nội, Hội Nông dân Việt Nam và Tập đoàn Sovico đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8. Tham gia ký thỏa thuận có đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Sovico. Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Tập đoàn Sovico ngày hôm nay chính là những minh chứng sự tin tưởng hóa tinh thần đại hội. Nội dung thỏa thuận hợp tác giữa hai bên sẽ góp phần đưa nghị quyết đại hội 8 Hội Nông dân Việt Nam vào cuộc sống. Tôi tin tưởng rằng hai bên sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực để mang lại nhiều kết quả chung, qua đó đem lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho người nông dân. Theo thỏa thuận đã ký, Tập đoàn Sovico sẽ phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam để tư vấn, hỗ trợ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đặc biệt là việc xây dựng và nâng cấp phần mềm quản lý hội viên, sử dụng thẻ hội viên thông minh. Tập đoàn Sovico cùng các thành viên rất vinh dự được đồng hành cùng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và trong suốt những năm qua với nhiều sản phẩm dịch vụ cụ thể và thiết thực. Và ngày hôm nay là chúng tôi được xúc động trước cái tình cảm rất là ấm cúng và chân thành của ban lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong cái lễ ký kết hôm nay. Chúng tôi được vinh dự được đồng hành cùng với Hội Nông dân Việt Nam cùng với hơn 20 triệu khách hàng. Ngoài lĩnh vực chuyển đổi số, thỏa thuận hợp tác cũng tạo cơ hội cho hội viên nông dân tiếp cận các dịch vụ, sản phẩm tài chính của Sovico cùng các khóa tập huấn nâng cao năng lực phát triển kinh tế, khởi nghiệp và nhiều nội dung khác.